Các bạn thân mến, thì hôm nay thì nhân tiện có đứa em nó cho một con gà. Thôi thì tôi cũng làm một tí gọi là ăn mừng đạt cái 2.000 subscribe. Thì thôi ăn mừng một con gà cũng được, nhưng mà do làm cái kênh này, mặc dù được hơn 2.000 subscribe, nhưng mà do ban đầu là tôi chưa hiểu về nguyên tắc cộng đồng, nên làm còn nhiều cái sai phạm. Nên là YouTube mà khi mình bật kiếm tiền thì người ta vẫn chưa xét duyệt. Tất nhiên mình làm thì chia sẻ những cái gì vui thú trong cuộc sống, những gì có ích cho xã hội, cho con người. Thì được 2.000 subscribe thì cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Thì hôm nay thì nhân tiện đứa em nó cho con gà, thì đây bây giờ cho bảo cháu nó luộc nên là ta ăn mừng. Và đồng thời chia sẻ các bạn một số cái lý do mà mình cũng cần phải học thêm nhiều. Nếu mà bạn nào làm video YouTube thì học về nguyên tắc cộng đồng và chấp hành đúng nguyên tắc của YouTube. Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi. Đấy, các bạn gà mà ăn mừng 2.000 subscribe thì thằng cháu đang luộc đây gần chín rồi. Đấy thì các bạn, để ăn mừng 2.000 subscribe, mặc dù cái kênh nó không được xét duyệt kiếm tiền, nhưng mà mình thấy đấy là một thành công của mình, đứng được nhiều người là ủng hộ xem. Thì tôi mua một số cái kiến này, thì thằng cháu nó cho luôn cái giỏ, tức nó bảo là chẳng hạn bao nhiêu kiến mà làm ra các cái chậu thì rất là nâu, nên là ở đây sẽ cho phân, cho vỏ thông, và nó cho thêm một ít cái vỏ thông nhỏ vào phân dê để mình giải trên, mình đặt kiến vào đây mình chăm, chăm chế độ riêng để cho nó lên, khi nó to lên một tí nữa thì mình mới ghép vào. Đấy, đồng thời thì nó cũng cho một cái cây, cây đã ra hoa để làm kỷ niệm, tức là đạt 2.000 sub. Thì cái việc mà trồng kiến này thì sáng mai tôi mới trồng, và cái video về trồng kiến và cái chăm kiến, cái túng kiến này cũng rất là nhiều, các bạn thấy là rất là nhiều. Kiến này là kiến rừng của Kon Tum, rừng Kon Tum, đấy, Tây Nguyên, rất là nhiều. Thì cái video mà làm về kiến này và chăm sóc, quá trình chăm sóc thì tôi sẽ đưa lên cái kênh tư. Tôi mới làm thêm một cái kênh Hoàng Việt Vlog, tức là thì vô tình viết nên vlog để cho nó nghe nó mang tính chất chuyên nghiệp, tức là mình chia sẻ những gì có ích cho cuộc sống, cho xã hội, và những gì mình thấy hay mình chia sẻ cho mọi người cùng vui. Hoặc là về nan rừng thì tôi đã tìm hiểu về nan rừng như thế nào thì tôi chia sẻ lên kênh đấy. Bởi vì còn cái kênh Hoàng Việt TV1 này thì do ban đầu tôi chưa hiểu về cái nguyên tắc cộng đồng, nên mình làm hình như là có nhiều cái là sai phạm, nên người ta chờ bật duyệt kiếm tiền thì người ta cũng chắc là người ta không có phản hồi gì, thì có khả năng là không được, thì tôi làm sang một cái kênh Hoàng Việt Vlog. Đấy, thì cái việc chăm cái kiến này thì trồng và chăm là tôi sẽ đưa lên cái kênh là Hoàng Việt Vlog. Đấy, thì các bạn nào quan tâm thì cũng có thể là đăng ký kênh là theo dõi. Đấy, thì liên quan ăn mừng thì có một kênh này, thì mai tôi sẽ quay chi tiết rất là hay, vì ghép trên cái gỗ nũa này để chăm sóc, thì cái này thằng cháu nó kỷ niệm. Đấy, thì cái video mà làm tiếp theo về cái trồng kiến và chăm cái kiến này thì tôi sẽ đưa lên kênh Hoàng Việt Vlog, mong các bạn ủng hộ. Đấy, xin chào các bạn. Thì ăn mừng 2.000 subscribe thì cũng đơn giản. Đấy, con gà cháu luộc đã chặt lên thành một đĩa, và tôi quyết luôn một non bia Sài Gòn. Thì cũng mời các bạn ăn mừng cùng tôi, mặc dù cái kênh là vẫn còn phải chờ bắt kiếm tiền, không biết người ta có duyệt hay không. Cái đấy mình không quan trọng, nhưng mình chia sẻ những cái gì có ích, cái gì mình thấy hay cho mọi người cùng vui. Đấy, thì còn tới thì tôi sẽ làm thêm, chuyển sang cái kênh cái Hoàng Việt Vlog, thì vẫn chia sẻ về phong lan rừng, tức là tôi cũng đang tìm hiểu và trồng một số phong lan rừng. Thì một số video thì tôi sẽ đưa dần sang cái kênh Hoàng Việt Vlog, còn cái kênh này thì tôi vẫn duy trì để chờ xem là YouTube, nếu mà người ta xem mình vi phạm từ giai đoạn đầu, người ta xem xét thì ăn mừng nó to hơn.
Đây 2.000 súp thì đối với nhiều người thì nó cũng không là gì, nhưng mà đối với tôi thì cũng được các bạn ủng hộ. Rất là cảm ơn các bạn. Xin mời các bạn. Đấy, video này tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Mình chưa bật.